những sự kiện có thể đẩy giá vàng cao hơn nữa. Kỳ họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và cuộc bầu cử Quốc hội Iran có thể khiến tháng 3 trở thành tháng then chốt đối với giá vàng, Hội đồng Vàng Thế giới đánh giá trong bài bình luận mới nhất. Cuối tháng 2, giá vàng về mức 2.048 đô la một ounce, nhưng trong mấy ngày qua đã tăng mạnh đến mức phá kỷ lục mọi thời đại. Theo mô hình phân bổ lợi nhuận vàng GIAM của chúng tôi, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng mạnh, cộng 34 điểm, dường như là nguyên nhân chính khiến vàng giảm giá trong 2 tháng qua. Nhưng giá vàng hồi phục từ cuối tháng 2 vượt lên trên mức 2.100 đô la một ounce, báo cáo viết. Đánh giá về những ngày còn lại của tháng 3, các nhà phân tích của Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng có sự kiện quan trọng ở Trung Đông và Mỹ có thể tác động đến giá vàng. Cuộc bầu cử quốc hội ở Iran có thể không tạo ra sóng, nhưng người dân Iran là khách hàng mua vàng lớn và cuộc bầu cử có thể càng khiến họ mua nhiều hơn, Hội đồng Vàng Thế giới nhận định. Một sự kiện lớn hơn nữa là cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC trong tháng 3. Hội đồng Vàng Thế giới tin rằng đây là cuộc họp cực kỳ quan trọng, dù thị trường vẫn chưa chờ đợi kỳ họp sẽ đưa ra quyết định nào về lãi suất. Tuy nhiên, kỳ họp sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư những tín hiệu cần thiết sau khi một loạt dữ liệu được công bố. Nhìn xa hơn, Hội đồng Vàng Thế giới lưu ý rằng năm 2024 có nhiều rủi ro về sự kiện chính trị vì một loạt cuộc bầu cử quan trọng có khả năng vẽ lại bản đồ chính trị. Họ nói, một số cuộc bầu cử có ý nghĩa xuyên biên giới, làm tăng sự chồng chéo giữa chính trị và địa chính trị, và điều đó quan trọng đối với các nhà đầu tư. Các nhà phân tích cho rằng, rủi ro địa chính trị có tác động đáng kể đến giá vàng. Năm 2023, những người nắm giữ vàng, đặc biệt là ở Trung Đông và châu Âu, không muốn bán vàng khi giá cả tăng cao và kinh tế khó khăn. Hội đồng Vàng Thế giới ước tính lượng vàng tái chế trong năm 2023 giảm 30 tấn xuống còn 70 tấn. Có vẻ rủi ro địa chính trị là yếu tố rất quan trọng, khiến chúng tôi phải chú ý theo dõi các cuộc bầu cử trong vài tháng tới để xem chúng có ý nghĩa gì đối với giá vàng. Các nhà phân tích cho biết, các chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới tin rằng cuộc bầu cử Iran có thể quan trọng đối với các nhà đầu tư vàng vì một số lý do. Trước tiên, Iran là nước mua vàng lớn thứ 6 trên thế giới. Thứ hai, kết quả cuộc bầu cử có thể tạo thêm tính bất định cho một khu vực vốn đã bất định. Cuối cùng, Iran không muốn tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở khu vực, nhưng hành động của các lực lượng đại diện làm tăng rủi ro Tehran có thể sẽ bị cuốn vào. Bên cạnh những biến số địa chính trị, Fed vẫn là lực đẩy giá vàng lớn nhất trong tháng 3. Hội đồng Vàng Thế giới tin rằng những sự kiện gần đây khiến cuộc họp sắp tới càng được quan tâm. Hội đồng Vàng Thế giới nói thêm rằng, đợt tăng giá vàng đột ngột lên nhiều mức cao mới trong đầu tháng 3 cũng được kích thích bởi nhu cầu mua mạnh mẽ gần đây ở Trung Quốc và chỉ số sản xuất ISM của Mỹ yếu hơn hôm ngày 1 tháng 3. Giá vàng thế giới hôm ngày 8 tháng 3 xô đổ liên tiếp mọi kỷ lục, lập một đỉnh mới chưa bao giờ có. Giá vàng thế giới hôm ngày 8 tháng 3 tiếp tục tăng lên một đỉnh cao mới, xô đổ kỷ lục của chính mình mới lập nên ngày hôm trước. Giá vàng thế giới hôm ngày 8 tháng 3 niêm yết trên Kitco ở mức 2.159 đô la một ounce, tăng 11 đô la một ounce so với đầu giờ sáng hôm trước. Như vậy, giá vàng thế giới đã liên tiếp lập đỉnh mới khi những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell tại phiên điều trần trước Quốc hội càng củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay của cơ quan này. Tại phiên điều trần, ông Jerome Powell cho biết Fed đang chờ đợi để tin tưởng hơn lạm phát lùi về mục tiêu 2%. Khi Fed ngày càng có thêm niềm tin vào mục tiêu này, thì đó là thời điểm thích hợp để bắt đầu giảm lãi suất. Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng tăng 200.000 đồng một lượng so với cuối giờ chiều ngày 7 tháng 3. Cụ thể như sau, lúc 6 giờ ngày 8 tháng 3, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 78,95 đến 80,85 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm trước. Trong khi đó, giá vàng tại SCC được niêm yết ở mức 79 đến 81 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng. Bất ngờ với loại tài sản đang chiếm chỗ vàng trong danh mục của các nhà đầu tư. Theo một thước đo khác của JP Morgan, thì Bitcoin đang trở nên phổ biến hơn vàng trong danh mục rót vốn của các nhà đầu tư.
JP Morgan cho biết trong một ghi chú hôm thứ Năm, nếu tính theo mệnh giá, vàng sẽ chiếm tỷ lệ danh mục đầu tư cao hơn Bitcoin, với ước tính khoảng 3,3 nghìn tỷ đô la được nắm giữ cho danh mục đầu tư. JP Morgan cho biết khi so sánh hai tài sản này theo số lượng danh nghĩa, mức phân bổ của Bitcoin sẽ thấp hơn với mức vốn hóa thị trường là 1,3 nghìn tỷ đô la. Nhưng lượng Bitcoin lại cao hơn vàng 3,7 lần. Khi tính theo khía cạnh này, JP Morgan nhận thấy rằng phân bổ Bitcoin đang ngang bằng với vàng khi đồng tiền điện tử này ở mức 45 nghìn đô la. Nói cách khác, với giá 66 nghìn đô la như hiện nay, phân bổ cho Bitcoin trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư đã vượt qua vàng về mặt khối lượng. Ghi chú của JP Morgan cho biết giá Bitcoin thậm chí còn tăng cao hơn trong một tuần này và phá kỷ lục 69 nghìn đô la. Vàng cũng đạt kỷ lục mới, đạt mức cao nhất là 2.155 đô la một ounce vào thứ Sáu. Mặc dù cả hai tài sản đều được hưởng lợi từ kỳ vọng ngày càng tăng rằng lãi suất có thể được cắt giảm trong năm nay, Bitcoin đang có động lực lớn trong sự kiện sắp tới và sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Chứng khoán liên tiếp phá đỉnh vì AI, liệu bong bóng .com có trở lại? Bất chấp hàng loạt chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp phá đỉnh khi tiền đổ dồn về các cổ phiếu công nghệ đang phát triển AI, các nhà phân tích của phố Wall vẫn khẳng định không có lo ngại về bong bóng trên thị trường chứng khoán. Những điểm giống và khác với bong bóng .com. SP500 đã tăng 16 trong tổng số 18 tuần qua và liên tục tạo ra những đỉnh mới. Tuy nhiên, đà tăng của chứng khoán Mỹ chủ yếu dựa vào những gã khổng lồ công nghệ trong cái gọi là Magnificent Seven, dẫn đầu là Nvidia. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự báo sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Các nhà đầu tư tin rằng, việc Fed giảm lãi suất sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp công nghệ và cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Thế nhưng, việc một nhóm cổ phiếu đẩy thị trường tăng cao dẫn tới lo ngại về bong bóng. Các chiến lược gia của UBS cũng suy nghĩ về điều đó và đưa ra những so sánh ở hiện tại so với những năm cuối năm 1990 khi bong bóng .com xảy ra. Vào tháng 1 năm 1995, khi Fed kết thúc chu kỳ tăng lãi suất cao tới 6%, SP500 bắt đầu một đợt tăng giá mạnh với tốc độ tăng trưởng 27% mỗi năm trong 5 năm liên tiếp. Và đến tháng 3 năm 2000, bong bóng vỡ tan. Người ta gọi đây là bong bóng .com. Đà bùng nổ trên thị trường chứng khoán nửa cuối những năm 1990 chứng kiến hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là tăng trưởng ổn định và tăng trưởng diện rộng kéo dài từ đầu năm 1995 đến giữa năm 1998. Sau đó là giai đoạn giảm ngắn trước khi bùng nổ mạnh mẽ cuối năm 1998 đến khi vỡ bong bóng vào đầu năm 2000. Chiến lược gia trưởng Hanu Baweja và nhóm của ông tại UBS cho biết trong một lưu ý, với những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại, nhóm của ông Baweja cho rằng thị trường đang có những điểm tương đồng với giai đoạn 2 của bong bóng .com hai thập kỷ trước. Thế nhưng, ông Baweja lập luận rằng chưa có bong bóng nào có nguy cơ vỡ. Điểm khác biệt được chỉ ra là hàng loạt các tín hiệu tích cực trên thị trường và trong chính báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Theo UBS, đà tăng giá hiện nay không chỉ dựa trên sự cường điệu hóa như phần lớn các cổ phiếu trong bong bóng .com mà dựa trên lợi nhuận thực tế của cổ đông. Còn thiếu yếu tố để dẫn tới bong bóng. TS Lombard, doanh nghiệp chuyên nghiên cứu về vĩ mô, cho biết 10 công ty hàng đầu trong SP500 hiện chiếm khoảng 34% tổng vốn hóa của thị trường. Skyler Montgomery Conin, chuyên gia cấp cao của TS Lombard cho biết chỉ số tổng thể khó có thể tăng đáng kể nếu không có sự tham gia của ngành công nghệ. Và điều đó cũng có ý nghĩa là các chỉ số này dễ bị tổn thương trước những rủi ro đặc thù với các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, chính sách xoay trục ôn hòa của Fed và nền kinh tế tăng trưởng bền bỉ trong những tháng gần đây giúp thị trường chứng khoán được cải thiện. Không chỉ chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Âu và Nhật Bản đều đạt mức cao nhất mọi thời đại trong những tuần gần đây. Ngoài ra, Conin còn nhấn mạnh mức tăng vốn chủ sở hữu đến nay đã được chứng minh bằng các nguyên tắc cơ bản. Cụ thể là chính sách và triển vọng tăng trưởng, cùng với mùa kết quả kinh doanh quý 4 đầy mạnh mẽ. Mọi bong bóng trên thị trường chứng khoán đều cần 3 yếu tố để thổi phồng. Một câu chuyện cơ bản vững chắc, một câu chuyện hấp dẫn về sự tăng trưởng trong tương lai, và một tính thanh khoản hay đòn bẩy hoặc cả hai. Hiện tại,
Đợt tăng giá với động lực là AI này đang đáp ứng hai tiêu chí đầu tiên và dường như vẫn còn thiếu tiêu chí thứ ba, Cầu Ninh cho biết. Theo đó, thanh khoản của thị trường hiện đang dồi dào nhưng đòn bẩy vẫn chưa ở mức đáng lo ngại. Cho đến nay, thắt chặt định lượng đã không khiến cho thanh khoản ở Mỹ bị thu hẹp vì các hợp đồng repo ngược giảm nhanh hơn bản cân đối kế toán. Thanh khoản đã tăng lên phần nào kể từ đầu năm ngoái và khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024 phần nào sẽ tạo thêm tác động. Đòn bẩy hiện có vẻ không đáng ngại, nợ ký quỹ và lãi suất mở quyền chọn cho thấy không phải hoạt động đầu cơ thúc đẩy cú tăng của thị trường. Nợ margin tăng nhẹ nhưng chưa đến mức cao đỉnh điểm của năm 2020. Tin xấu là gì? UBS cho rằng thị trường không có nguy cơ bong bóng không đồng nghĩa với thị trường sẽ tăng. Baweza lưu ý rằng tăng trưởng năng suất có vẻ không giống như những năm 1990. Dữ liệu về các đơn hàng điện tử và các công nghệ thông tin, cam kết đầu tư và đầu tư thực tế hoàn toàn không cho thấy việc tăng cường vốn có liên quan đến tăng năng suất. Thước đo toàn cầu của chúng tôi cho thấy nó đang bị trì trệ, thực tế là suy yếu so với cuối những năm 1990. Nền kinh tế hôm nay đã ở cuối chu kỳ, Baweza cho biết. UBS tin rằng mức tăng trưởng thu nhập khả dụng thực tế của nền kinh tế yếu và có khả năng yếu hơn ở thời điểm hiện nay. Để tăng trưởng trở nên bền vững hơn trên thị trường chứng khoán, các biến số này cần được cải thiện.